Bảy với chú Hoài. Con giới thiệu chú Bảy chú Hoài. Sản cô dùng sông nước Long Xuyên. Vậy hả? Quán Hai Lúa. Đây, đúng rồi, vô rồi. Tới Long Xuyên mà không ghé quán Hai Lúa coi như là chưa tới. Đây, xin mời, xin mời. Đây, vô đặc biệt. Sản quán Hai Lúa, thịt ngựa nè. Chuột quay lưu nè. Còn nhiều thứ nữa hả? Sông nước hữu tình. Chào mấy chú, chào mấy chú. Chào mấy chiếm à. Chào thôn nữ, đây thôn nữ. Đây sông nước mà. Tim chiếm đẹp quá. Áo bà ba khăn làng. Con nói chú Bảy với chú Hoài nghe. Vô quán này á có những món đặc sản như là thịt ngựa nè, đặc biệt là chuột đồng quay lu. Trời ơi, chuột đồng quay lu có chuột nữa hả? Sông nước hữu tình, cảnh đẹp lắm. Rồi mình xuống ghe mình chơi đờn ca tài tử nữa. Rồi chú Bảy mời chú Hoài theo con. Lát xuống đó. Đây thẳng đi. Sông nước hữu tình không? Chú Hoài bước xuống đi. Sông cảnh hữu tình, sông nước thấy chưa? Dạ. Thầy có nghe tiếng đờn cổ nhạc không? Đúng rồi đó, nghe đó. Nghe không? Có. Trời ơi, mà tao nghe đúng là cái bản. Điệu gì? Điệu bạc ngựa ô bắc. Ngựa ô bắc quá rồi. Quán Hai Lúa có bán thịt ngựa là đặc sản mà họ xuống họ tiếp mình họ đợi bán ngựa ô bắc. Phải con gì chú chứ, chú lớn tuổi hơn. Đây là dịch ra tao giờ gốc ngọc. Coi chừng. Thiên nhiên quá đẹp. Chào hai thím. Trời ơi. Bây giờ ngồi không? Ngồi. Để này, chú Bảy. Ơi, mời chú Bảy. Đây. Chú Bảy qua đây rồi đó con ha. Đây. Em ngồi đây. Trời đất ơi. Trời mấy ông nội này ông đờn nghe mùi muốn đứt lát mà trời. Như chùi chốn sâu kinh nội niệm mà riêng. Vô tay trời ơi, nghe phèo mà tôi tay khô ơi, khô ơi mà. Mấy món này nghe quá à. Mấy kỷ niệm đời tao đó. Là sao chú? Vợ tao tên Lan. Ok, tao tưởng tao là điệp á. Nghe đã không chú Bảy? Hay quá, cái này còn đã hơn. Cái nữa gì? Tới quán Hai Lúa mình phải ăn đặc sản. Đúng vậy. Bây giờ đặc sản nó đã nằm trên bàn rồi. Nhưng mà tên nó con phải giới thiệu. Đúng. Chú Hoài, chú Bảy hãy hướng mắt về cái dĩa này, thấy một con cá nó nằm trên đây. Con cá này đích thực nó là con cá gì? Cái gì? Cho biết. Con cá lăng. Ủa? Nói vậy nó lăng dữ lắm hả? Khó lắm. Cá lăng này muốn bắt nó khó lắm. Tại sao? Người ngư dân phải lặn xuống sông lăn theo nó. Lăn muối ớt ướp cá lăn nướng. Không ăn cái cá này đâu. Sai chú.
ăn được bị lăn theo. Không sợ thái gian mà. Món thứ hai. Món gì bên ăn? Đây bên đây. Chuột đồng quay lu. Wow. Quay lu hồi đó giờ á chú Bảy với chú Hoài có ăn là heo quay nè. Rồi. Vịt quay nè. Dạ. Gà quay nè. Ừ. Chó quay nè. Bây giờ có chuột quay lu. Đó. Chuột quay. Đặc sản đặc sản. Anh Trung Dân ơi. Của Long Xuyên mà. Cái này là trứng con chuột hả anh? Trời. Ơi, con chuột nó là động vật có vú, nó phải đẻ con chứ không phải đẻ trứng. Chứ sao nó trứng quá trời nè. Không phải, này là xúc xích. À. Trang trí cho đẹp thôi. Trang trí cho nó đẹp. Đó, chuột quay. Nha. Không ăn cái món này đâu. Sao vậy? Món này ta bị lừa mà lần rồi. Sao lừa? Đây là ăn cái chuột đáng nhẽ ra là nó bán là nó phải là bán chuột đồng. Ừ. Lần này á, nó lừa ta nó bán chuột cống. Nghe thì nghe cũng chết luôn chứ giờ không dám ăn. Không phải, cái đó là chỗ khác. Con này là quán hai lúa. Hai lúa không đâu có chuyện đó. Làm sao có chuyện được. Bảo đảm lắm. Lát người ta ăn thử coi. Nó là đồng hay là cống. Đây này cái dấu nó làm đồng hay cống này ta làm dấu mày không thấy hả? Đâu. Đây nè con chuột đồng mà ngon ta chơi dù nè. Ở ngoài đồng nó nắng. Ở ngoài đồng chơi dù hay nè nè. Còn món nữa, còn món đặc sản nữa. À. Đặc sản đó là thịt ngựa. À, dạ. Ngựa. Hay thịt ngựa đấy hả? Đó, ngựa. Anh, thấy đó nghe. Anh Trung Nhân em nghe nói thịt ngựa là ăn trị bệnh đó. Bệnh gì? Bệnh gì đó, bệnh xuyễn phải không? Ờ. À. Đúng rồi. Con cũng nghe mọi người nói là thịt ngựa ăn nó để trị bệnh xuyễn. Dạ. Con cũng bị xuyễn mà con ăn hoài không có xuyễn. Thấy không? Thịt con ăn nó vô con. Chữ con phải là trị bệnh xuyễn. Dạ. Trị bệnh. Chạy dông chạy phi nữa đường ai phi đường xa ăn vô là chạy đường phi đường xa đây là không phải bị chị hàng chị ăn vô hí không à. À, cái này là thịt ngựa à, úp sa tế nướng luôn đúng à, dạ, à. Còn gì nữa cái này là gì sa tế sa tế sa tế này rau nè đó à, đầy đủ đó, đầy đó đủ cái này mà thiếu không được nữa nghe ừ, sao chú gì ấy, còn thiếu dưa tí ủa dưa tí đâu để lại gì chú cái này có dưa có ở đây có nè dưa tí là dưa chuột tí là chuột nha tí là chuột rồi rồi mọi người em đơn bài lưu thủy hành dân nghe rồi vô bây giờ mình lùa vô. Rồi mình ăn đi. Ăn với tăng.